đúng không? Bệnh tật do mình là chủ nhân ông của nó, mà mình bây giờ cứ diệt nó, mới đuổi nó, mới lại chặt chém, mới lại đẩy nó đi. Nó đang đến, nó dạy mình những bài học mà học chưa xong lại đòi đẩy đi sớm quá. Thầy mà đuổi, bị đuổi nhà khỏi nhà sớm quá. Mà một cái khẩu hiệu này khó làm lắm. Thích bệnh, yêu bệnh, bệnh hết. Mình ghét ai mình giống Đúng, hệt như chỉ đấy. bảo bạn có bệnh thì tự nhiên mình khôn ra nhiều, trưởng thành lên Ồ nhiều. Chứ đấy, thế còn thì gì tự dưng đâu. mình lại muốn đuổi bệnh đi nhanh làm gì? Ủa, Cứ để từ từ mình học hỏi mà với nó, mà mình cư xử lại với bệnh tật, cái thái độ đúng với bệnh tật đã là giải quyết nếu như bao nhiêu mình về không bệnh có tật. cái bệnh này thì cũng không thể trưởng thành được thế này đâu, không thể Mà thay đổi có được. người Biết nhờ có chưa? bệnh thì biết tu Đúng. nữa cơ. Chính rồi. Đấy, cho nên thôi, bệnh tật nó là ân nhân, trong rủi nó có may. Thế bây giờ là nhường quyền ưu tiên cho trí tuệ để giải quyết vấn đề của mình. Tớ sẽ đưa cho rất nhiều phương án, bạn sẽ có thể bạn lựa chọn cho mình. Đấy, cho nên không cần phải có một cái giải pháp nào, phải để thả lỏng thư giãn để cho pháp vận hành, bởi vì pháp khó ở khắp mọi nơi. Mình cứ lấy lý trí rồi mình cứ chọn lựa những cái phương án thấp. Bây giờ mình có những cái phương án cao thượng hơn mà nó lợi lạc hơn, mà ông Phật bên trong cũng cười được. Bây giờ mình cứ lo chữa bệnh trên thân thể, nhưng trong người mình còn khí, trong người mình còn tâm nữa, còn có Đức Phật ở bên trong Nhưng mình, mà cứ bị bỏ tâm quên. nguyện của cháu vẫn muốn tìm hiểu để cháu nhịn ăn. Thì đúng rồi, Vâng. chó mèo lợn gà, độ ốm đau tự động nhịn ăn, bây giờ con người lại phải đi tìm hiểu. Vâng. Trong cái đó nó có sẵn lập trình sẵn nhé, có chó mèo lợn gà. Con mèo nhà này rơi từ tầng 5 xuống tự nhịn, đói nhịn khát 15 ngày. Vâng.